đứng sau. Trời ơi, không? Em nằm trước luôn. Em đứng luôn. Okay, okay. Con xuống tí nha. Rồi ok. Ai đeo đen thở em không vậy hả? Đeo đen này đi kiếm mà. Đi kiếm mà sợ nắng mày. Ok. Thử lên nè, ba nè, ba này. Rồi ok. Rồi 2 3. Rồi, we are number 1 tắm nha. Rồi 2 3. Thả tim luôn, thả tim à. Rồi 2. Tắm cuối cùng nè. Tim lớn hai người cái bên. Rồi. Một người một tim. Đây tiếp tục chương trình nha, đi tham quan nha cả nhà nha, tham quan mình đi.
bạn nào có ra nhập hình thì chuẩn bị ra nha. Khu vực đây, khu vực cánh sen san hô qua lớp đáy kính này cả nhà, ở đây này. Rồi đây là nước bên ngoài này cả nhà nè. Hồi nãy là quay trong khu vực sẽ kính sẽ xem san hô. Đây là nước ở ngoài. Nước trong đẹp lắm nha cả nhà nha. Nước trong cực kỳ nha. Nước trong quá đẹp luôn. Ngoài hòn rù này cả nhà nè. Hòn rù nước trong cực kỳ. Rồi khách chuẩn bị bước xuống rồi. Đây, cái mũi hơi cao nên bắt ghế này cả nhà này. Đây, tôm đỏ nha cả nhà. Ui, quá đã. Vậy ạ, chín cái đó. Chưa được đó. Đây, đây là tôm hùm đỏ nè cả nhà này. Đây, tôm hùm đỏ nè. Đây, quá đã luôn. Loại tôm này nuôi lâu lớn cực kỳ. Bớp đen thui thui lùi quá, quá đã này. Bớp đi con đấy như mấy con đấy nó nhỏ nhỏ tầm 2-3 kg trở lại, con mấy con 7-8 kg 6 kg nhỏ.
đường nha. Cô biết, cô biết. Cái gì? Cô dùng cái cô luôn.